ông tính toán làm sao cho đủ số đồng tiền 3 cọc 3 đồng đó. Anh hai á đang gom tiền phụ đám giỗ đi kìa. Suốt ngày cứ ông cái họng lên. Thì để từ từ tôi tính. Từ từ là chừng nào? Tôi đi kiếm tiền. Rồi ông định kiếm tiền ở đâu? Nè. Cái gì? Tháng này đám giỗ bà nội, đám cưới con dì hai, với tiền đông gạo nữa đó, ông tính sao đây? Bà thấy đó, tiền tôi đi làm về tôi đưa cho bà hết rồi. Giờ bà hỏi gì, tôi biết tính làm sao. Ông nói gì kỳ vậy? Tiền tôi giữ á, tôi lo cho ông, lo cho cái nhà này. Chứ tôi chi được đồng cắt nào cho bản thân tôi? Cầm tiền của ông bụi sướng lắm hả? Cũng lo cho ông, lo cho cái nhà này. Ông giỏi á, thì cầm tiền tự tính đi. Để coi, ông tính có làm sao cho đủ số đồng tiền 3 cọc 3 đồng đó. Bà, suốt ngày cứ ông cái họng lên. Thì để từ từ tôi tính. Từ từ là chừng nào? Cái tính của ông á là chờ nước tới chân mới nhảy. Tôi nói ông biết, gạo hết rồi đó. Anh hai á đang gom tiền phụ đám giỗ đi kìa. Tôi kệ ông đó, tôi không tính nữa đâu. Tôi mệt mỏi, khổ sở với cái nhà này lắm rồi. Rồi ông đi đâu đó? Tôi đi kiếm tiền. Rồi ông định kiếm tiền ở đâu? Còn mày nữa, giờ còn ngủ. Con người ta bằng tuổi đó, biết phụ ba phụ mẹ. Còn mày nằm chải thay ra, ăn với ngủ không à? Tao đang nói mày đó, cái mặt sao trơ trơ ra vậy? Chứ giờ mày muốn làm gì giờ? Mày đi kiếm việc làm đi chứ. Từng tuổi này rồi, cứ để ba mẹ còng lưng ra đo hoài hay sao? Ở đây toàn cái gì con không thích, con không làm đâu. Mày nói tao biết đi, mày thích cái gì? Mày thích ăn, thích ngủ. Ngủ vậy á, rồi đánh đấm với mấy con cây suốt à? Có tay có chân, tao cũng lo mẹ ăn học đàng hoàng. Lo đi kiếm việc làm đi chứ. Chứ để mẹ nói hoài vậy. Ngày nào mẹ cũng nói mấy câu này. Bộ không chán hả mẹ? Nói tới mày là mày cãi hả? Tao mà biết vậy hả, hồi xuống tao đẻ quả trứng, tao ăn mẹ cho rồi. Rồi, mày đừng nói nữa được không? Còn ngày hôm qua đi đâu chơi về khuya vậy? Cơm tao chừa cho mày cũng chịu ăn nữa. Trời ơi, con lớn rồi, con đi đâu con tự biết. Con làm gì kệ con đi, mày đừng quan tâm. Nói tới mày nói vậy đó hả? Còn cái mà có tiền rồi nè. Gạo á thì để tôi mua. Rồi giờ bà cầm tiền qua để phụ đám giỗ anh hai, hay là tôi cầm qua? Tiền đâu đây? Thì đi mượn có chứ đâu. Nè, cái nhẫn cưới đâu? Ông đừng nói với tôi là ông đem nhẫn cưới đi bán lấy tiền về nghe chưa? Trời là trời, tôi nói với ông sao? Tiệc đó không được tháo nhẫn cưới ra. Bữa nay ông cả gan được bán nhẫn cưới luôn hả? Không có, tôi đi cầm về ở vài bữa, rồi có tiền á, tôi chuộc lại. Chuộc cái gì mà chuộc? Với hoàn cảnh hiện tại đi hả? Tôi không cần biết. Ông làm cách nào chuộc cái nhẫn cưới này cho tôi? Còn không á, đừng có trách tôi à. Bà thấy đó, mấy lúc trước kẹt tiền, tôi có dám đụng tới cái nhẫn cưới đâu. Hôm nay nhà thì hết gạo, hết đồ ăn, mà có đi dây nữa thì cũng không được. Sao tôi chán cái nhà này quá vậy trời? Nghe hoài vậy không biết. Khổ quá, để chết mẹ cho rồi. Bà, cứ nói gì không à? Những xui rủi gì? Tôi nói không sai hay sao? Cực khổ suốt ngày như con trâu con chó vậy đó, mà không bao giờ dư giả được đồng nào hết đó. Tôi nhảy tới mà tôi nhục nhã mà. Thôi bà, đừng có giận nữa. Giận rồi lại mệt nữa, mệt nữa. Bà mà giận lên á. Ê, suốt ngày ba mẹ cái nhau hoài vậy? Ủa ba mẹ biết mệt hả? Cái thằng mắc dạy này, mày nói cái gì vậy hả? Tao không gì lo cho mày, không gì lo cho cái nhà này. Tao không có khổ như vậy đâu. Sao mày không biết suy nghĩ vậy? Từng tuổi này rồi mà để ba mẹ phải khổ à? Mày biết suy nghĩ đi chứ. Tao nói cho mày biết, chiếc nhẫn đầu tiên có một thôi, mà ba mày tới tới 10 lần đó. Tại vì ông muốn mày có bữa ăn đầy đủ thịt cá. Tao với ông lớn tuổi rồi, anh ra ông có qua ngày, chết là hết rồi. Còn mày đó, mày biết suy nghĩ chứ nhân. Mày biết cái gì hoài hay sao? Nói chung mày cần tiền thôi chứ gì. Được, con sẽ rời khỏi cái nhà này.
để mang tiền về cho mẹ. Con thề, nếu mà con không thành công, con nhất định sẽ không bao giờ trở lại nữa. Đừng có cãi lời mẹ nữa mà Nhân ơi. Mẹ mày mà mệt lên á là càng chết. Hỏi mà con đây đi. Thôi đó, ông thấy không, nó mất dạy là do ông đó. Mày nhớ câu này nghe Nhân, có tiền mang về cái nhà này nghe chưa? Thấy chưa? Ơi bạn bè xưa sông đời mấy ai luôn kề vai, nhưng ta phải luôn mỉm cười. Cuộc đời này là thế, ai chẳng mang sóng dòng. Đừng vì lòng tham mà đánh đổi đi. Đời là luật nhân quả, có vay sẽ có trả. Cho đi một nhưng nhận lại nhân đôi. Mày gom đồ đi đâu? Con đi lên Sài Gòn. Tại sao phải lên Sài Gòn? Ở đây cũng có việc làm mà. Nhưng mà công việc ở đây không thích hợp với con. Thôi được rồi, để tôi nói chuyện với nó. Nhân, ba biết bây giờ có nói gì á thì con cũng không nghe. Ba không cản con, nhưng con nên nhớ, lên Sài Gòn có chuyện gì á thì gọi điện về đây cho ba mẹ. Con lớn rồi, tự lo được, ba không cần phải lo cho con đâu. Cẩn thận không có thừa đâu con. Con nên nhớ rằng căn nhà này luôn chào đón con trở về. Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy về đây với ba mẹ. Ba tin tưởng rằng con sẽ luôn trưởng thành và thành công. Nhân, con ỷ con lớn, con không nghe lời mẹ, con cãi lời mẹ, con muốn làm mẹ tức chết đó Nhân. Nhưng mà con không muốn thấy cảnh ba mẹ cãi nhau về đồng tiền nữa. Con đi à? Nhân, 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 sao ông không cãi lại, không cãi nó lại cho tôi? Nhân, ba của ông muốn tôi tức chết thì sao à? Tiền đâu nó lên Sài Gòn, có tiền đâu nó ăn. Nhân ơi Nhân, tôi có bỏ tiền vô cho nó rồi mà. Vì tương lai lên đường từ xa, cha yêu mẹ già, rời quê hương lưu lạc muôn phương vạn dặm trùng xa. Con xin rời khỏi cái nhà để mang tiền về cho mẹ. Con thề, nếu mà con không thành công, con nhất định sẽ không bao giờ trở lại nữa. Ngày lầm lũ, sương gió mịt. Nhưng mà con không muốn thấy cảnh ba mẹ cãi nhau về đồng tiền nữa. Nhân, Nhân, sao không cãi mà không cãi nó lại cho tôi? Con nhớ gia đình, bữa cơm quanh vắng, mong ngày về bao hiếu mẹ cha. Dữ vậy ta, sáng giờ không ai mở hàng mình ta. Ê em trai, anh kêu em hả? Lại đây, lại đây. Đi đâu vậy? Em chở cho, lấy giá bình dân thôi. Dạ em dưới quê mới lên, em đi kiếm việc làm. Dưới quê mới lên hả? Dạ. Rồi em tính đi đâu? Dạ em cũng không biết nữa. Mà anh biết chỗ nào tuyển người làm không? Anh giới thiệu cho em được không? Biết chứ. Thấy mày ở dưới quê lên khó khăn vậy á, anh mới giúp. Hên cho mày là mấy ông anh của anh á đang mở quán, cần tuyển nhân viên. Dạ, anh giới thiệu cho em được không? Cũng được đó. Ừ. Thấy mày cũng tội với quê lên. Thôi, đi tao giúp đó. Ủa, mà lương ổn không anh? Cũng ổn. Nói chung là tháng cỡ mấy triệu á. Trời ơi. Ủa,
Vậy mà sao anh chạy xe ôm chi hả? Mà chạy xe ôm với anh nó thấy sang ghê á. Không giấu gì em, anh chạy xe ôm á là vì đam mê thôi. Chứ mà nhìn đi, anh đâu thiếu tiền. Thấy đồng hồ không? Đồng hồ mà anh vẽ luôn hả? Cái đồng hồ này con gái tao vẽ ở nhà thôi. À, mà qua bển sao không anh? Cũng gần à, cỡ 5-6 cây thôi. Anh lấy giá nhiều anh? 100 ngàn đi. Trời ơi, trời ơi, gì mày? 5-6 cây mà lấy 100 ngàn lần hả? Ừ, chứ mày tưởng nhiêu? Lấy giá vậy là ghẻ ghê lắm rồi đó. Thôi, em dưới quê mới lên, anh bớt em được không? 50 thôi. Cái gì? 50? Mày có bị điên không? Tao thấy mày dưới quê lên vậy, tội nghiệp giúp mày, mày bây giờ mày kêu 50? Mày bị khùng không? Tao chạy xe ôm chứ phải làm từ thiện. Cái mặt mày tội tội vậy á, mày sao mày láo vậy hả? Đi mày. Ủa, vậy là anh kêu giá 50 hả? Giúp mày đó. Dạ, em cảm ơn anh. Lên xe. Nón của tao. À, đó lên. Vớ bà vớ bệnh, sáng sớm gặp cái thằng này thì ôn dịch. Anh chịu bớt em mà sao anh chửi chưa? Sao mày lầu bầu vậy hả? Dạ, dạ không có. Tao giúp mày đó. Mày đi đi anh. Cãi cãi chỗ một cái giờ. Sáng sớm mở hàng gặp cái thằng này vớ bà vớ bệnh. Trời ơi, nhức cái đầu mày quá quá đất rồi thiệt á. Chỉ giờ đi trên đường mà cái lầu bầu lại nhảy suốt ngày à. 50 ngàn quá, 500 ngàn đâu. Anh thông cảm đi, em mới lên Sài Gòn, em không biết gì hết trơn á. Thì đó, mày mới lên Sài Gòn, tao thấy mày tội, tao mới giúp. Mà sao mày cứ cãi sao? Chứng cái chỗ mày bây giờ. Vậy em xin lỗi. Mà sắp tới chưa anh? Còn xa. Còn gì vậy? Sao nãy anh nó có 5-6 cây mà. Thì đường vòng được chưa? Mà anh nói mày nghe, ở trên Sài Gòn này á, kẻ gian rất là nhiều luôn, lừa gạt khắp nơi. Anh thấy mày tội, anh mới giúp. Mày hiểu không? Dạ, em biết rồi, em nghe nói nhiều lắm rồi. Như anh à, là một bằng chứng sống. Mày phải biết vấn đề đó. Anh đã trải qua biết bao nhiêu đắng cay ngọt bùi, mới đủ kinh nghiệm chia sẻ cho mày biết đó. Dạ. Xe bị gì ta? Gì anh? Xe nó bị gì á? Đó, nói chuyện với mày mà tới cái xe nó hôi luôn kìa. Mày xuống coi, để kiểm tra coi. Nhìn gì? Mới nhìn không? Do mày hết luôn á. 50 ngàn của mày lớn quá hả? Bây giờ tôi đi sửa xe đó. Xe anh mua lâu chưa anh? Tao mới mua đây á, mày khai trương luôn. Xe giỡm rồi. Cái gì? Cái gì giỡm? Giỡm không? Chứng cái chỗ mày bây giờ chứ mày giỡm. Đừng sang trọng chút đi. Ở trên Sài Gòn nó lừa gạt khắp nơi đó. Cứ đứng ra ngoài đường người ta lừa hay sao? Dạ. Vô chút nữa. À, thôi, lại đi. Nè, bây giờ nha, nghe nói mày đẩy xe giúp anh, nhiều khi đề nó lên. Chứ bây giờ đứng đây hai đứa trời nắng chang chang vậy sao? Lại đứng nắng hả? À, dạ. Mà xe mới mua kỳ vậy anh? Nó hư sao tôi biết được. Nó đẩy đi, nó nhiều quá. Anh mua chúng xe giảm rồi. Mày cứ suốt ngày vậy không? Đẩy đi. 1, 2, 3. Anh ơi, còn em nè. Anh ơi. À, mới lên xe bị lừa rồi trời. Vậy mà nấu hay. Nãy thấy hai máy là nghi rồi. Suy ghê vậy trời.
Bà, đúng là mặt ngu. Ê, Sài Gòn nó đâu có dễ sống đâu con. Ê, để coi. Năm chục. Đúng là mặt non dễ bị lừa. Hai cái nón 200 ngàn. Sao còn có một cái vậy ta? 50. Ủa? Vậy em lỗ em lời ta? Lỗ lời ta? Vậy lỗ lời ta? Kỳ vậy? Kỳ ta? Đời không giống như mơ, bộn bề với nỗi thân trong đêm rồi cuộc đời chẳng giống như thơ. Bạn ơi, bạn cho mình hỏi ở đây tiền có về đúng không bạn? Dạ đúng rồi anh. Mình nói chuyện với anh quản lý được không? Dạ hiện giờ quản lý của em chưa có tới, anh vô ông kênh ngồi đợi xíu để tí quản lý em tới bàn bạc công việc với anh. Vậy bạn lấy cho mình lau bộ hút đi. Dạ dạ. Cảm ơn. Hello em. Ủa em gửi gì vậy? Đẹp trai. Lần đầu tiên trong cuộc đời của em hỏi mà em thấy một người đẹp trai như vậy luôn á. Sao mà ba mẹ anh khéo đẻ quá vậy? Em nói đúng rồi đó. Đúng là đó giờ anh sinh ra chưa ai có thể gọi là phát hiện ra cái nét đẹp tiềm ẩn của anh. Bây giờ em phát hiện ra em không những dễ thương mà còn xinh nữa. Ừ đúng. Anh rất là đẹp trai. Cảm ơn anh nghe khen em. Thôi mệt quá anh, mệt quá. Anh mua giùm em mấy tờ giấy số đi. Nhờ em nói chuyện dễ thương mà đáng yêu như vậy. Wow, 120. Với vẻ đẹp của anh hả? Phải mua 10 tờ mới xứng đáng. Em gửi anh. Đúng, nhìn lấy của tờ em ạ. Cái gì? Chưa, anh nói giỡn. Anh lấy một tờ còn lại cho em. Tại vì anh đẹp trai mà. Thiệt hả? Anh rất hào phóng. Anh nói thiệt? Ừ. Rồi, em cảm ơn anh nha, anh đẹp trai. Cảm ơn nha, cảm ơn anh đẹp trai nha. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đẹp trai. Hello anh trai. Anh không mua giấy số đâu. Ai nói với anh là em mời anh giấy số vậy? Có tiền không? Thôi, nhìn mặt là biết không có tiền rồi. Ở dưới quê mới lên phải không? Ừ, sao em biết? Thì nè, đồ đạc lỉnh kỉnh rồi nhìn mặt anh quê muốn chết vậy á. Nè, anh nói cho anh nghe. Với cái kinh nghiệm mà em ở Sài Gòn 2 năm nay á, thì em rút ra được một bài học xương máu. Anh biết là gì không? Sao nghe quen quen ta? À, mày đợi em xíu. Anh trai, cho em ly bê sữa nha. Trời ơi, sáng giờ hả em đi mệt muốn xỉu luôn á. Bây giờ mà có ly cà phê uống vô kéo cái rột cái nó đã. Cảm ơn em. Nè, nói tiếp.
Em nói cho anh nghe nè, em sống ở cái đất Sài Gòn này 2 năm trời rồi. Sao giờ cái đất Sài Gòn này? Đừng bao giờ tin vào lời của người khác. Hèn gì, hồi sáng anh mới bị lừa. Thiệt hả? Hồi sáng anh tin lời thằng kia, anh bị lừa. Cái thằng hai máy, nó chạy xe ôm, cái nó anh còn giữ luôn. Thấy chưa, cái Sài Gòn này á hả, sơ hở là mất tiền, sơ hở là mất tiền à. Xui gì đâu không biết. Hả? Mà nhớ lời em dặn nghe chưa, đừng có bao giờ tin vào lời người khác nha. Ờ, anh biết rồi. Anh cảm ơn nha. Ờ, nói rồi trễ rồi, thôi em đi bán vé số nha. Nhớ lời em dặn nha, đừng bao giờ tin lời người khác nha. Ờ, anh biết rồi, cảm ơn em nha. Nhớ lời em dặn đó, nhớ lời em nha. Ờ, con bé nói đúng, ở cái Sài Gòn đừng bao giờ tin lời người khác. Mới lên Sài Gòn ngu ngu bị lừa. Chào em. À, em chào anh. Ừ. À, em mới nghe nhân viên nói là em xin việc đúng không? Dạ đúng rồi anh. Ừ. Mà nãy em mới ngồi với bé với số hả? Em thấy nó vừa mới đi ra. Dạ, dạ đúng rồi. Vậy nó có đưa tiền cà phê cho em chưa? Dạ chưa anh. Sao vậy anh? Ôi giời. Con bé đó đó, mỗi lần mà nó thấy khách lạ, nó lại nó kêu cà phê, nó uống chùa. Vậy là nó uống chùa của em rồi đó. Em bị lừa rồi. Nữa hả? Ủa, mà nữa là sao em? Dạ không sao anh. Rồi, vậy bây giờ nè, anh chốt nè, làm việc ở chỗ của anh. Bây giờ nè, bao ăn bao ở là anh trả cho 5 triệu. Còn không bao ăn bao ở thì anh sẽ trả cho em 6 triệu rưỡi, em thấy sao? Được thì làm việc luôn. Dạ, dạ được anh. Dạ, vậy em chọn mức lương 5 triệu, bao ăn bao ở. Rồi, vậy chốt ha. Dạ. Bây giờ anh có việc bận, anh đi nha. Anh mà cái ly Phật phải sữa là em trả luôn hả? Đúng rồi em, cái ngu của em á, có gì trừ vô tiền lương hả? Lát vô quầy gặp mấy bạn, lấy đồng phục và mấy bạn hướng dẫn cho em công việc luôn. Anh đi trước nha. Dạ, dạ em cảm ơn anh. Trời ơi, bị lừa hoài vậy trời. Mà không sao, dù gì cũng có việc rồi. Con sẽ chứng minh cho ba mẹ thấy con không phải là kẻ vô dụng. Anh ơi, lấy em xe này. Ê chị, xe này à. Cảm ơn chầu cà phê hôm nay nha. Ê, còn tiền không cho chú lấy xài chơi thôi. Hai tao hết tiền xài rồi. Tao hết tiền rồi. Vậy? Không có được nóng, không có được nóng. Bây giờ nó hết tiền đúng không? Thì bây giờ mình lấy xe nó mình mang đi cầm, được một mớ tiền, đúng không? Ê, hợp lý. Đưa em mày. Không, không được, không được. Đó là xe của ba tao. Mày thích không được không? Đó là xe của ba tao, mày lấy xe em, ba tao quýnh tao chết luôn á. Thì chơi ba mày chứ. Ê, bây giờ mày muốn mất xe hay mất tiền? Thôi được rồi, ba còn có nhiêu đây thôi. Tụi mày cầm đỡ đi. Trời trời trời, cái bản mặt tao này đáng giá 150 của mày hả? Lấy xe. Đi. Thôi anh ơi, xe của ba em. Mày can không? Mày can không? Mày can không? Mày can không? Mày làm gì vậy? Mày thích rơi vào chuyện tao đồng không? Mấy anh thông cảm đi. Ông chủ em có dặn xe của người nào thì người đó lấy. Ê, xe này của tao cho lấy. Trời, anh giỡn hoài. Hồi nãy rõ ràng anh này đưa xe cho em, em đưa thế xe cho ảnh nè. Nhưng mà từ bây giờ là xe của tao. Ok. Anh nói như vậy chẳng khác nào cướp của ban ngày. Thì là tụi tao đang cướp nè. Bây giờ mày thích làm sao? Mày cướp không? Nè, tôi nói anh nghe nha. Tôi là bảo vệ đây á, mấy anh đừng có làm bậy nha. Tới rồi anh ơi, tới rồi. Ừ. Ê anh chạy. Cho em xin cái nón. Quên. Đừng quên. Bữa em bị lỗ lai cái nón rồi. Cảm ơn anh nha. Xem tí lỗ lai nữa là chết luôn. Trời, tao sợ mày chắc. Mày sao? Mày thích gì? Mấy anh nói chuyện đàng hoàng đi nha. Đừng có động tay trong chân với tôi à. Mày nói nhiều quá. Nói nhiều quá. Cái nón. Ê, mấy anh làm gì đây vậy hả? Hiếp dâm tập thể hả? Ông là ai vậy? Tôi hả? Tôi là anh Hắc Tân Phú. Nè, tôi nói cho mấy anh biết,
sống ở đời này là phải biết trước biết sau. Mình không nên mất hòa khí với nhau, hiểu chưa? Nhỏ con quýnh tao chứ mày. Nè, một người đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió trong cuộc đời này rồi mới được như ngày hôm nay, thấy chưa? Tôi nói cho mấy anh biết, mấy anh hiểu, chứ không phải mấy anh dùng tay dùng chân. Ba mẹ mấy anh mà biết, tôi nói nha, ba mẹ mấy anh buồn lắm luôn đó. Kiếm tiền là không muốn, lại muốn đi kiếm chuyện hả? Kiếm tiền lại không muốn, lại muốn đi kiếm chuyện. Tụi bay đã chọc thận con thú trong người tao vậy rồi thì hôm nay tụi bay phải chết. Má tụi bay, tao thử tụi bay bây giờ. Tụi bay phải chết, tụi bay phải chết. Cái ông này nó khùng đi mày ơi. Anh vô tụi bay. Ngồi xuống. Anh ngồi trước đi. Sao anh ở đây? Tao tới cứu mày đó. Tôi đâu có mượn. Tao vừa cứu mày xong mày nói vậy hả? Cái nón tao đâu? Cái nón của ông tôi để trọng á. Mà ông hồi sáng ông lừa tôi, tôi chưa tính sổ với ông đó. Tao lừa mày? Còn ai nữa? Rồi mày có lừa tao không? Chứ tao vừa mất cái nón mà mất luôn 50 đó. Ê, ông đừng có nói vậy nha. Ai là người lúc sáng bỏ tôi giữa cái đồng quan? Ủa vậy tao là người sai á hả? Chứ còn ai nữa? Mà nghĩ cũng ngộ. Hồi sáng ông lừa tôi, bây giờ ông cứu tôi là sao? Ủa? Tao cứu mày là sai á hả? Sống ở đời này, tao là người anh hùng hiệp nghĩa, hóa thân anh hùng xạ điêu, luôn cứu giúp những người dân vô. Rồi. Tôi đâu có mượn đâu. Mình tôi chấp hết hai hàng đó. Ghê dở. Trời, chứ làm sao nữa? Ôi, tao vừa cứu mày luôn á, mà trả ơn một người mà coi cứu mày vậy hả? Nhưng mà ai biểu ông lừa tôi? Ủa? Nhưng mà anh làm gửi xe đây hả? Trời ơi, nó quýnh anh có bị chấn thương sọ não không vậy? Anh nhìn là anh biết rồi, mà anh còn hỏi tôi là sao? Mày biết tao rồi đó. Anh hát Tân Phú, mấy chuyện này là quá nhỏ. Rồi tóm lại cái nón của tao đâu? Mệt quá, cái nón của ông tôi để trong á. Giờ tôi lấy nè. Nhức cái đầu. Tính ra mình sai á ta. Mình cứu luôn á. Ủa? Cái xe, chết mẹ cái xe đâu rồi? Hết rồi. Cái nón đây. Cái xe đâu rồi? Trời ơi, chết rồi. Kiếm cơm bằng cách gì ở đây trời ơi? Ăn bảo vậy. Có cái nón mà lại nhảy. Ủa? Chưa đặng xíu mất tiêu rồi ta. Anh lừa đảo ơi. Anh lừa đảo. Kêu đợi mình xíu đâu tiêu ta. Cái ông này tào lao thiệt luôn á. Đúng là mấy thằng hai máy thiệt. Chán. Cậu lại đây tôi nói chuyện á. Lại. Chào sếp. Tôi không hiểu là tại là sao mà ngày đầu tiên cậu đi làm mà cậu lại gây sự như vậy là sao? Dạ anh ơi, anh thông cảm đi. Hồi nãy hai anh kia nó kiếm chuyện trước anh. Không có ai kiếm chuyện á. Đó có phải là gì của ông?
đó có phải là việc của cậu không? Cậu đi làm thì cậu lo cậu làm thôi, ai mướn ai mượn cậu nói chuyện bao đồng. Nhưng mà anh ơi, không như gì hết. Bây giờ tôi không muốn nhận cậu nữa ha. Cậu đi vô thay quần áo rồi nghỉ việc cho tôi. Anh cho em cơ hội đi anh. Cuộc đời đầy cám dỗ, mấy ai vì nghĩ tình đồng tiền phù du làm che mất người. Một là vì chữ tín, hai là vì chữ tình. Sống sau người ta không gọi là kẻ kẻ phê nhân. Đời không giống như mơ, bộn bề với nỗi thân trong đêm rồi cuộc đời chẳng giống như thơ. Và người đâu ai giống ai ở. Ủa anh trai, sao giờ này còn ở đây? Tao đói quá đi không nổi. Nè, anh ăn đi. Của mày để tao làm gì? Em mới mua đó. Giờ em không thích ăn bánh mì nữa, em cho anh đó. Thôi, không lấy đâu. Anh không ăn à, em bỏ nha. Điên à, bỏ uổng. Ủa? Mà sao giờ này anh còn ở đây? Tao với Huệ mới lên. Sáng giờ chưa kiếm được việc làm. Lên Sài Gòn còn bị lừa nữa. Bởi vì mới ra ông nổi như thế này nè. Vậy là anh chưa có chỗ ngủ phải không? Mày nhìn mày biết rồi, mày còn hỏi nữa. Vậy tối nay anh ngủ dưới gầm cầu này đi. Em thường ngủ dưới đó đó. Nhưng mà nhớ né mấy cái bọn hút chích ra nha. Đụng vô nó mệt lắm á. Gì ghê hả? Thì em ở đó thường xuyên mà, cho nên em cũng biết sơ sơ. Sao anh không nghe đi? Ông bà già điện phải không? Em biết. Trời, em bỏ nhà đi vội chuyên nghiệp mà. Mấy bữa nay là ông bà già cứ gọi em hoài à. Mà em đâu có về. Tại vì ông bà già cứ càm càm cái vụ mà đi học. Rồi tương lai em nhức cái đầu. Em muốn ra ngoài, em tận hưởng những không khí ở bên ngoài, làm những gì mình thích, làm những gì mình muốn. Bởi vì em mới đi bụi nè. Nhưng mà đi bụi á, ông bà già lo lắm. Nhưng mà nhắc tới ông bà già thì em cũng cảm thấy nhớ ông bà già thì. Chắc chuyến này em phải về thăm ông bà già một chuyến, rồi em đi bụi tiếp. À, mà anh cũng về thăm ba mẹ anh đi nha, để ba mẹ anh buồn á. Có nghe em nói không vậy? Có. Thì thôi em đi á nha. Ừ. Nhớ nha. Cảm ơn. Anh có tỉnh táo không vậy? Tôi tỉnh mà. Cảm ơn dỗ anh mày nha. Không có gì. Thì thôi em đi á. Nhớ lời em nói nha, nhớ về thăm ba mẹ nha chưa. Nơi đất khách phương xa, hằng mong nhớ chốn quê ta. Mẹ ơi, ở chốn phương xa có hay nơi đây cuộc sống xa nhà. Bọn trên nơi chốn quê người, làm lụng cuộc sống mưu sinh. Ngoài kia sóng gió bao la, nơi bình yên vẫn là quê nhà. Mẹ ơi, ba biết bây giờ có nói gì vậy? Thì con cũng không nghe. Ba không cản con. Nhưng con nên nhớ, lên Sài Gòn có chuyện gì á thì gọi điện về đó cho ba mẹ. Con lớn rồi, tự lo được, ba không cần phải lo cho con đâu. Mày đi kiếm việc làm đi chứ, từng tuổi này rồi cứ để ba mẹ còng lưng ra lo hoài hay sao?
con ỷ con lớn, con không nghe lời mẹ, con cãi lời mẹ, con muốn làm mẹ tức chết hết trơn. Nhưng mà con không muốn thấy cảnh ba và cả nhà đều tội. Nhân, Nhân, sao ông không kể lại, không kể lại cho tôi. Nhân, ba con muốn tôi tức chết thì sao mà? Tiền đâu nó nơi thì gọn, cái tiền đâu nó ăn. Nhân ơi Nhân, tôi đã bỏ tiền cho nó rồi mà. Mày chạy nữa đâu coi. Chạy đi. Con mẹ mày chạy đi. Sao? Thấy ổn không? Không ổn lắm. Mà hồi nãy tụi nó dí tao, chạy theo chi cho bị đánh chung vậy? Thì tao chạy theo quán tính thôi, chứ tao có biết gì đâu. Tính ra mày đánh đấm cũng khá quá ha. Ở dưới quê tao học giỏi được một tháng lần nữa.
Nhiều vậy hả? Chứ làm sao? Nhiều quá, bây giờ cái mặt mày như cái mền vậy. Rồi thôi. Sao mày ra Cầm Cầu mày ở chi vậy? Tao mới lên Sài Gòn, chưa tìm được việc làm, cũng chưa có chỗ ở nữa. Mày ra ngoài ở đỡ. Chỗ đó bây giờ mày không có ở được nữa đâu. Nó biết mặt mày rồi. Ở lại đó nguy hiểm lắm. Ủa? Mà sao tôi nói với mày vậy? Mâu thuẫn công việc. Cũng do xui thôi. Xui ngộ gì? Thôi đi. Đi đâu? Đi rồi biết. Không phải làm gì. Ê, lại tao với mày. Ủa anh Tèo, làm gì anh về khuya vậy? Làm gì giờ này con hỏi nè. Trời, làm gì mặt mày anh máu mày lum la vậy? À, có gì đâu. Mẹ em nướng bánh, kêu em mang qua cho anh nè. Mà anh đi đánh nhau đúng không? Bởi tao nói hả? Không biết làm công chuyện gì mà tối ngày đánh nhau xong máu me bầm dập tùm lum la. Ăn rồi báo tối ngày không à. Trời thấy ghê quá đi. Thôi ngồi đây đi, con bánh đi. Đi vô lấy phong băng thuốc đỏ cho. Ủa, ai vậy? Bạn anh, tình nhân. Em tên Phương. Anh chào em. Chào anh. Anh ngồi ăn bánh đi. Em đi vô lấy bông băng thuốc đỏ cho. Thôi bánh ngồi ăn bánh đi. Mẹ em làm ngon lắm á. Nè ăn bánh đi. Ủa ai à? Con và chủ trọ. Hai mẹ con có vậy chứ dễ thương lắm. À, phòng tao ở đây. Trước mắt không có cho ở thì cứ ở lại phòng tao. Chừng nào có tiền thì gửi tao cũng được. Vậy sao được? Nếu mà không được ra lại Cầm Cầu ở. Thấy gì cũng không được luôn mẹ. Anh ra đây ngồi. Ra đây ngồi. Anh rửa vết thương cho. Lên. Ngồi đây. Nè bông băng đỏ nè. Trời đất ơi. Bởi tao nói không biết chơi với anh Tèo chi không biết nữa. Chơi chung với ổng hả? Suốt ngày máu me bầm dập vậy. Đau lắm anh. Qua đây. Ê, tính ra thằng anh mày nó cũng đang bị thương mà. Thì sao? Có gan đi đánh nhau thì có gan tự rửa vết thương đi chứ. Ai rảnh đâu mà tối ngày rửa vết thương cho hoài trời. Mày đem cái mớ bông băng thuốc đỏ này ra cho tao luôn đó. Thì sao? Trời ơi, mày mê trai đến cái mức độ đó luôn á hả? Mày thấy tay trai là mày tươm tướp, mày muốn ăn thịt con người ta luôn. Đâu có, nó anh bị gì hả? Trời ơi, cái chữ mê trai nó hiện chà phá trên cái mặt mày nè. Mệt quá. Tao mét mẹ mày. Mày mê trai ha. Không. Mệt quá, anh từ rửa vết thương đi. Em đi vô đi ngủ đi. Tụi lao với đau. Ơ à? Sao trời trời. Bị quánh đã đau rồi, chỗ này còn quánh nữa. Thôi đi vô nghỉ mày. Nè, con ăn thuốc đỏ của mày nè. Ê, con bánh kìa. Trời ơi. Hút thuốc mà ném lung tung lang tan cái kiểu này đây nè. Ai dọn dẹp đây biết. Hút được thì phải dọn dẹp được chứ. Trời đất ơi. Trước cửa nhà cái kiểu này là tôi phải bắt lao động tôi ít cho nguyên cái khu trọ này luôn quá. Mới sáng sớm mà má ồn màu quá trời quá đất đi. Má cũng phải giữ trật tự để mấy người ta đi làm khuya về người ta còn ngủ nữa chứ. Ừ ha.
mẹ quên. Mà bữa nay á, chắc là trời bão lớn lắm á. Bình thường á, là mẹ thấy trưa trời chưa trật mà con còn chưa dậy đó. Thì bữa nay trời đẹp, người ta dậy người ta tập thể dục. Mẹ kệ con đi, mệt nữa quá. Mẹ là mẹ của con á, mẹ còn không hiểu nổi con nữa à. Mà mấy cái gạt tàn thuốc này nè là chỉ có nhà thằng Tèo thôi. Để đó mẹ. Dậy, dậy Tèo ơi. Ủa, có gì vậy hả cô? Đó, tụi mày coi đi. Hút thuốc xong rồi vứt bừa bãi cả ngoài sân vậy đó. Không có dọn dẹp, ai dọn cho? Cô bớt ngồi xuống đây đi. Một lát con dọn hết cái đống này cho cô. Không những cái đống này không, cô dọn hết cái sớm này luôn. Nhớ nha, từ đây trở đi hút thuốc là dọn dẹp sạch sẽ nha. Dạ, ừ. Rồi sao? Cái mặt con bị vậy có đau lắm không? Không, mày mới vết thương ngoài da à. Ăn uống gì chưa? À, mới nghỉ vậy. Ừ. Còn thằng kia là Nhân đúng không? Dạ, dặn cho cô. Ừ. Mặt bị này đau lắm không con? Dạ đau. Ăn uống gì chưa? Dạ chưa. Thôi không ấy, hai đứa ngồi đó chờ cô đi. Cô ra đằng sau á, cô lấy bún riêu cho hai đứa ăn nghe không? Để con lấy bún cho. Ôi, trời đất ơi. Bình thường á, mẹ kêu mang đồ ăn qua cho thằng Tèo, con đâu có mang. Bữa nay sao vậy? Mẹ kỳ quá hả? Thì bữa nay cho con xin bữa đi. Mẹ đi về đi chợ đi, để đó con mang cho. Đi đi. Thôi đi ngủ, đi. Anh Tèo. Làm gì vậy? Bún của hai anh nè. Cầm ơi. Tô bún từ 6 giờ sáng mà bây giờ tới 6 giờ chiều mày mới đem ra hả? Em quên. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Quên cái gì đáng hậu vậy? Ủa rồi nó còn ăn được không? Khủng quá à, mẹ mới nấu hai tô mới đó. Quá. Ăn đi, cũng sao đâu mà. Thôi cũng cảm ơn nha. Trời ơi, bình thường bao giờ cảm ơn đây, mày đặt cảm ơn nữa. Chứ bình thường mày có thể quan tâm tao đâu. Nay mày đặt quan tâm đồ. Giông gió nổi lên quá. Hey, giả bộ quan tâm ai kia. Thì bữa nay người ta quan tâm được không? Mà vết thương của anh sao rồi, còn đau không vậy? Ê, con người chứ không phải con trâu con bò đâu mà không biết đau. Mới bị đánh hôm qua mà. Bộ hôm nay lành liền hay gì? Thì người ta hỏi thôi, làm gì ghê vậy? Ổn đi cục chứ. Mệt quá. Ê. Hả? Đứng đây chi vậy? Bộ đuổi hay gì? Ủa chứ không lẽ người ta ăn rồi đứng đây cho miệng hay gì? Thì đuổi đi về. Anh Nhân, anh ăn nhiều vô nha. Mẹ em nấu ngon lắm á. Em về nha. Cảm ơn em nha. Đi vô mày. Về nha. Ê, chủ trọ ở đây hay cho đồ ăn mày lắm hả? Ừ, ở đây là vậy đó. Cho mà mày không ăn là giận đủ trọ mày luôn. Kìa. Thôi ăn lẹ đi, tôi dẫn đi kiếm tiền nè. Nhớ nói nha mày. Biết không? Hả hả? Ăn đi. Hả? Mày đang thiếu máu kìa. Đây là mặt hàng không được lưu thông trên thị trường. Nó có thể kiếm rất nhiều tiền. Tôi sẽ làm mẫu cho chú. Sau đó chú cứ làm giống tôi là được. Nhưng có hai điều chú cần phải lưu ý. Thứ nhất, cẩn thận, không cho ai theo dõi mình. Thứ hai, đánh nhanh rút gọn. Xác định đối tượng, đúng ám hiệu, giao hàng và rút khỏi đó ngay lập tức. Nè, tiền nè. Không có ai nè.
Ủa sao mày đưa tao nhiều vậy? Tiền công thôi mà. Mà cái đó là cái gì? Mày sao được nhiều tiền quá vậy? Mày thật sự muốn biết không? Muốn. Ma túy. Mày bị điên hả? Có gì đâu bất ngờ. Muốn kiếm tiền thôi mà. Mà thiếu gì mày không làm? Tại sao mày chọn con đường này? Nó là con đường ngắn nhất để mày kiếm tiền. Mày muốn kiếm tiền chân chính lắm mà. Muốn làm công nhân tốt hả? Đi đi. Ra xã hội cho nó đè đầu cưỡi cổ mày. Mày không nhớ cái lý do mày lên Sài Gòn này à? Hay là mày muốn thấy cái cảnh ba mẹ mày phải cãi nhau vì tiền, rồi sống trong cái nhà lụp xụp kia? Nhớ cho kỹ, ở cái xã hội này chỉ có đồng tiền thay đổi bản chất, chứ không có bản chất thay đổi đồng tiền. Suy nghĩ cho kỹ vô. Alo. Cái gì? Cái gì vậy? Tụi nó bắt chở mình rồi. Đi nhanh lên. Ủa? Hai anh ôm đồ đi đâu đây? Phương. Dạ? Nghe anh nói nè. Bây giờ tụi anh có chuyện đột xuất, phải đi khỏi chỗ này. Em chuyển lời với cô giùm anh nha. Nhưng mà có chuyện gì? Rồi chừng nào hai anh mới trở về? Anh sẽ nói sau. Nè, nếu như có ai tới tìm một anh thì cứ nói là tao đi rồi, còn lại thì cứ trả lại là không biết, rõ chưa? Anh đi nha, em nhớ cẩn thận. Mọi chuyện ổn tụi anh sẽ quay về. Ủa rồi có chuyện gì vậy? Hai đứa đi đâu đây? Dạ bây giờ tụi con có việc đột xuất, nếu như con ở lại sẽ liên lụy tới cô tới em nữa. Trời ơi, liên lụy cái gì mà liên lụy? Bây giờ tụi con ra ngoài nè, chỗ ăn chỗ ở rồi sao đây? Có cái gì khó khăn cứ nói để cô giúp. Dạ không sao đâu, cô đừng có lo. Con xin lỗi cô. Dạ, cảm ơn cô thời gian qua rất nhiều. Con xin phép. Anh đi nha. Đi. Ê, hai đứa. Mẹ nó. Mấy cậu kiếm ai? Thằng Tèo với thằng Nhân đâu? Ờ, tụi nó đã dọn đi tưởng qua rồi. Bà giấu tụi nó đúng không? Nè, con người chứ có phải đồ giọt đâu mà muốn giấu là giấu. Mày vẫn mặc với tao hả? Thì mấy anh thử kiếm đi. Nè, tôi nói cho mấy cậu biết nha, đừng có quậy á. Tôi kêu công an bắt đó. Tôi hách bà báo công an đó. Được. Nhớ mặt tao á. Nhắn với tụi nó, đừng để tao bắt được, đập gãy giò tụi nó. Đi tụi bay. Trước mắt cơ ở đây một đêm đi, mai coi tình hình rồi tính tiếp. Sao tụi nó kiếm mày hoài vậy? Mày cướp khách hàng của người ta, người ta kiếm người ta xử mày là chuyện bình thường mà. Má thiệt. Thôi để tao tranh thủ đi bán ít kiếm tiền, còn kiếm chỗ ở nữa. Để tao phụ mày nữa.
đây đã thế, ai chẳng mang sáng dòng. Đừng vì lòng tham mà đánh đón đi. Con thề, nếu mà con không thành công, con nhất định sẽ không bao giờ trở lại nữa. Nhân đôi, cuộc đời đầy cám dỗ, mấy ai vì nghĩ tình, đồng tiền phù du làm che mất người. Dạ chú ơi. À, có gì không vậy con? Chú cho con hỏi nhà này có phải của Nhân không chú? Ừ đúng rồi, nhà của Nhân. Dạ, con là bạn của Nhân, nó có nhờ con về đây chuyển lời giúp. Nhân, bạn Nhân. Bà ơi, bà. Hả? Nhân. Nhân, Nhân bạn, đâu? Bạn Nhân. Cậu là bạn của thằng Nhân. Thằng Nhân đâu, sao nó không về, mà chỉ có cậu thôi. Dạ, Nhân nó đi xuất khẩu lao động, tầm 2-3 năm mới về. Cái gì? Xuất khẩu lao động? Là sao ông? Sao nó không bằng tính chuyện này với tôi là sao? Nó sao rồi cậu? Nó đi chứ cậu? Cậu có cách nào liên lạc với nó không? Chứ tôi, vợ chồng tôi từ lúc mà nó đi Sài Gòn đến giờ, tôi không có liên hệ được cho nó. Dạ, do chuyến này đi gấp quá, nó không có kịp về báo cô chú. Nhân, nó có nhờ con chuyển cái này cho cô chú. Cái gì đây? Sao nhiều tiền quá vậy? Cái này là tiền ứng trước khi nó đi xuất khẩu lao động. Cậu ơi, tôi xin cậu, tôi dạ cậu, cậu gặp thằng Nhân, cậu nói với nó giùm tôi không cần tiền nó đâu, tôi cần nó thôi, tôi cần nó về đây thôi cậu ơi. Nó đi chỉ mới một tháng thôi, mà tôi nhớ nó gần chết. Bây giờ nó đi 2-3 năm, làm sao tôi chịu nổi hả cậu? Tôi xin cậu thôi, nó đừng đi nha cậu, cứ về đây với tôi đi cậu ơi. Tôi xin cậu đó cậu, tôi không cần tiền đâu cậu ơi. Đi tôi xin cậu đó cậu, tôi lại cậu. Ông ơi, con tôi, cậu ơi. Thì con chỉ chuyển lời giúp thôi, cô chú Nhân con. Thưa cô chú con về. Thằng Nhân. Cậu ơi. Xuất khẩu lao động. Cậu ơi. Cậu. Có chuyện gì vậy chú? Thằng Nhân nó đi xuất khẩu lao động hay làm cái gì tôi không cần biết, nhưng cậu cho tôi gửi lời cho nó. Tiền vợ chồng tôi không cần, vợ chồng tôi chỉ muốn nhìn thấy nó. Đó chính là nhìn thấy nó thành đạt, có cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, là vợ chồng tôi vui lắm rồi. Nha cậu. Dạ. Cảm ơn cậu. Cuộc đời này đã thế, ai chẳng mang sáng dòng. Đừng vì lòng tham mà đánh đổi đi. Đời là luật nhân quả, có vay sẽ có trả. Cho đi một nhưng nhận lại nhân đôi. Cuộc đời đầy cám dỗ, mấy ai vì nghĩ tình, đồng tiền phù du làm che mất người. Một là vì chữ tín, hai là vì chữ tình. Sống sâu